Ồ oh, các bác ơi em Hiền xin phép lên sóng và giới thiệu cho các bác một chút về những cái món hàng ở trên video ngày hôm nay các bác nha Ở video ngày hôm nay thì em Hiền có được một ít đồ tháo ba tháo sàn các bạn Và ngày hôm nay thì có cả những cái con đẩy ITC là hàng xịn sò của Mỹ này à, Những con đẩy ITC hàng xịn sò của Mỹ luôn Con này của nó thì anh em ai biết về nó em thanh lý cho các bác với giá triệu bạc thôi các bạn nha Triệu bạc thôi anh em đã lấy được một con đẩy ITC như thế này rồi con này vẫn sống nguyên luôn các bác ạ, sống nguyên luôn Và tất cả anh em ai là những người đang có nhu cầu mua đẩy Mua đẩy, mua vang, mua đẩy liền vang Cũng như là những cái con vang châu Âu Những con vang Mỹ, cốt Mỹ à, Và có cả những cái con Echu, Revolt hàng cực kỳ là đẳng cấp luôn các bác ạ Và các bác có thể nhìn thấy đây không à, Một con uh, Sotanda các bác nhé Một con Sotanda, một thương hiệu rất là nổi tiếng uh, Về chống hú À, rất nổi tiếng về uh, Equalizer à, Vừa là một con Equalizer Vừa là một con chống hú Sotonda Một thương hiệu đến từ Mỹ Đó đúng không ạ? Các bác biết rồi Sotonda nó là một cái hãng rất là nổi tiếng Của Caret Audio trước đây Các bác nhé Nó là một hãng rất là nổi tiếng của Caret Audio trước đây Nhưng mà cho đến bây giờ Thì uh, Cret Audio à, Cùng Sotonda nó là một cái nhà máy Rất nổi tiếng luôn và các bác có thể nhìn thấy đâu Đấy, ruột gan của nó này ui rồi ôi mỹ nha Đây, các bác nhìn thấy không mỹ luôn này thấy chưa các bác nhìn thấy con này các bác mà không thấy phê thì chẳng biết là nhìn con nào phê hệ thống nguồn nó nằm hết trong này các bác nhá thấy không nhìn con này đã không hai bên mạch của nó là hai lớp luôn các bác ạ bên của nó là bên dưới một lớp bên trên một lớp mặt mũi của nó thì cực kỳ là sạch đẹp luôn các bác ạ con này của nó là con e laser đèn một thương hiệu sotanda đến từ mỹ các bác nhá đấy em hiền chỉ có duy nhất hai con vừa về đến việt nam sau duy nhất có hai con thôi vừa về đến việt nam xong các bác ai mà biết về con này các bác lấy cho em hiền con này đấy, chơi thì nói thật các bác là rất đã còn anh em ai không biết thì các bác có thể lựa chọn cho em hiền sản phẩm khác đấy, bao cho các bác là thơm bao cho các bác là ngon và đạp bảo luôn cho tất cả anh em con này của nó rất ít khi kiếm được tiền thị trường của việt nam đó nhá đó, và các bác bình tĩnh đợi em hiền một tí Em sẽ giới thiệu lần lượt và giới thiệu rất nhiều các mặt hàng Ở đây thì kể cả có những cái con vang của Mỹ các bác này này Cafe Show đây, Hệ thống giải mã chip DSP à, Con Cafe Show các bác nhìn này Một con vang mà nhìn nó rất là đã đời luôn à, Cafe Show nó là một thương hiệu à, đến từ Mỹ à, Chip này, Cafe Show dsb này Đây là hệ thống giải mã của nó các bác nhé Bảng giải mã đây Bên mạch của nó thì đẹp thôi rồi luôn Nhìn cái khung sườn thì nhìn từ cái mặt mũi của nó rất đẹp các bạn anh em mai đang xem video thì các bác có thể nán lại này ngày hôm nay này có com này có nén tiếng này, à, các bác nhá, có com có nén tiếng này có con uh, 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 cái gì đây, wit này, delay time, này, delay này, rancur này, à, con này là con uh, uh, hình như là con uh, một con y chu, một con y chu cư, các bạn một con y chu cư đến từ hãng Digitech của mỹ, các bạn nhá À, và ở đây các bác có thể nhìn thấy đâu ạ Những con feedback Ui ôi, Con này hàng vừa về em ơi Con này hàng vừa về xong con feedback Mekringer hàng xịn sò của USA luôn À của Đức luôn các bác Một con feedback Mekringer hàng xịn sò của Đức luôn Tất cả các bác ai đang xem video Các bác có thể nán lại một đôi chút Em giới thiệu chi tiết hơn Cụ thể hơn Và ở đây chỉ loát cho tất cả các bác chúng ta biết rằng Ngày hôm nay có rất nhiều các mặt hàng Để tất cả các bác chúng ta quan tâm Đó nha À, và đặc biệt là những cái con Revolt này, Echo này, Yamaha này. À, ngày hôm nay em hiền có mấy con Revolt xịn, Yamaha xịn luôn các bác nhá. À, xịn, Yamaha xịn của Nhật và các bác có thể nhìn thấy không? Hàng Nhật xịn thì các bác không lạ gì nó thôi đúng không? Có hết anh ơi. Các bác ai đang xem video các bác nán lại một đôi chút anh em ai mà uh, yêu thương cao hiền cho em hiền xin lượt chia sẻ cá nhá nào. Các bác ai yêu quý cao hiền cho em hiền xin lượt chia sẻ các nhá nào. Con này của nó là con uh, revert 100 của Yamaha các bác nhá. Echo có revert có. Con này là hàng made in Japan chính hãng xịn của Nhật luôn. Đó nhá. Con này của nó là con hàng xịn chính hãng của Nhật luôn các bác nhá. Đấy made in Japan. Đấy con này của nó là Japan xịn luôn của Nhật luôn. Điện của nó chạy 12V. Các bác ai lấy con này thì em cũng để cho các bác với giá rất rẻ luôn này. Hàng xịn sò của Nhật các bác ạ. Bây giờ thì uh, em hiền cũng rất mong tất cả các bác nào. Anh em ai đang xem video nào Đấy, ngày hôm nay thì tất cả đều là hàng hot, tất cả đều là hàng đặng chủng các bác nhá. và em cũng rất mong tất cả các bác ai là những người mà yêu mến Cao Hiền thì cho em Hiền xin một lượt like cái cho nào. Anh em ai chưa like thì like cho em Hiền phát nào. <laughs> à, anh cần thì, thì anh cứ alo nhá. Đấy, cần thì alo chứ ở trên video nhiều khi em Hiền không nhớ hết được đâu. Đó à. Các bác ai chưa like thì like cho em Hiền phát nào, ai yêu quý cao hiền cho em Hiền xin lượt chia sẻ nào Anh em chào nhau một tí được không ạ, xin chào anh Lê Nam Thiện nào Chào anh Nguyễn Hoàng nào, chào anh Đặng Phúc nào, chào anh Linh Lê nào à, Chào anh Lê Nam Thiện nào, à, chào anh Vicky Thân nào à, Chào anh Duy Hồng, chào anh Nguyễn Hường à, Mỗi bác chào nhau cái cho nào, cho nó sướng nào Anh em ai chưa like thì like em phát nào Chào anh Tráp Nguyễn này. Gửi vang Melo chưa? Anh đang em gửi đó nhỉ. Chào bác Võ Phước nhá. Đấy, ngày hôm nay có con đẩy ITC này, một cái thương hiệu uh, quá nổi tiếng luôn các bác ạ. Con này của nó thì em bán cho các bác với giá triệu bạc thôi. Các bác cứ bình tĩnh nhá. Đợi em. Đấy, có cả chạy cạc là cái gì đây? Đấy, có cả chương trình lưu này. Con này thì quá hiện đại luôn các bác ạ. ITC MT60 MB3 Mixer Amplifier. Ha ha 1 triệu con này. Đây, một triệu con này anh em ai biết về nó không các bác ai biết về nó không? một triệu con này quất luôn này một con đẩy đây, một con đẩy chuyên dụng sử dụng cho tất cả các bác anh em ai là những người mà làm trưởng thôn ai là những người làm chủ tịch xã đây ai là những người cán bộ các bác lấy con này đây, một triệu chơi luôn không cần phải đếm xỉa gì nhiều các nhá bác thấy không một triệu chơi luôn đấy con này hình như là vẫn sống luôn nhá vẫn ok các bác nhá và ngày hôm nay này đấy, tiếp theo em sẽ cho các bác xem một siêu phẩm nữa này một con thì uh, uh, nhỉ, một con đẩy liền vang. đấy hàng nhật vừa về xong các bác nhá một con đẩy liền vang, hàng nhật vừa về xong imindio các bác ạ à. một con đẩy liền vang, hàng nhật vừa về xong này đấy vẫn nguyên bụi nha chưa vệ sinh, chưa lau chùi một tí nào. Imidio tất cả đều là chữ nhật các bác ơi. Con này của nó đẩy liền vang. À, các bác nhá. Nó chính là con đẩy liền vàng mặt mũi cực kỳ đẹp, cực kỳ thâm thí và ơ ừ, hay. Ơ ừ, hay. À, các bác ơi. Con này của nó là sử dụng toàn bộ là một hệ thống chip giải mã, chip a Con này Pioneer, giống Pioneer. Con này của nó chuột gan của nó chính là con Pioneer luôn các bác ạ. Chip Imaha chạy mạch còn lát hát các bác nhá chạy mạch còn lát nhá trời ơi con này còn là con imindio của nhật các bác nhá e cho có ri có chống hú có và khẳng định luôn các bác là như con này là cái gì cũng có luôn các bác nhá như con này thì em nói luôn cho các bác là cái gì cũng có đây ờ mới lấy uh, ông anh ông vừa cầm về được có bốn con thôi bác bốn con nhá không có nhiều chỉ duy nhất bốn con tất cả đều là chữ nhật hết nhá. Tất cả đều là chữ nhật hết, con này công suất 1000W đúng không? Con này còn nó là công suất 1000W đây, bác nhìn thấy không? 1000W, đây, e chu thì vọt đầy đủ luôn. Tất cả bác nhìn này, toàn bộ là chữ của Nhật imino toàn bộ luôn. Toàn bộ tất chút chít là chữ Nhật. Đây. Con này của nó là điện bao nhiêu đây? À, điện con này của nó là hàng xuất chạy hai các bác mạch của nó thì rất là sướng luôn mặt mũi nó đẹp thâm thúy luôn các bác ạ à. đây các bác nhìn đây này đẹp không đây imindio nhá con này có là con đầy liền vang ds 250 các bác ạ à, nhìn cái vạn nút vạn này trông như là la bàn luôn các bác ạ à. đây trông như là la bàn luôn nhìn có nút vạn đã đòi không đây, nút vạn này trông như là la bàn đây ui rồi à con này vặn số luôn các bác nhá nút vặn của nó là nút vặn vô cực vô cực vô cực vô cực rất đẹp ạ con này rất đẹp luôn và với con này thì chắc chắn một điều là tất cả các bác ai nhìn thấy con này cũng thích và trên video ngày hôm nay em hiền sẽ cho tất cả các bác đấy đầu like luôn nhá đầu video luôn nhá một con đẩy liền vang iminio của nhật các bác có thể đánh được loa 30 mươi loa bốn cứ côn 76 con này phang tốt đúng không con này phang bét nhẹ luôn các bác nhá loa 30 40 chơi rất ok luôn Cắm điện luôn đi Ok em ơi Cắm điện đi Cắm điện cho bác xem đi em ơi đấy, Con này của nó có một chiếc vang số ở đấy con này Con này của nó có nâng tiếng nha Có chống hú nha Có tăng tông giảm tông nha Mặt mũi thì rất đẹp Hoàn toàn là chưa vệ sinh một tí nào luôn Đấy các bác nhìn đây này Đấy thấy chưa Welcome to power này Thấy chưa Nó có một chiếc màn hình Một con vang số ở đây đấy, các bác ạ Đây Đây là nút này Đây là chỗ định hướng này Chỗ này là bẩn nha Chưa lau Đấy nút này Vặn này to nhỏ này thấy không con này rất đẹp là imido một thương hiệu đến từ nhật con này thì em khẳng định luôn cho các bác là cực kỳ hiếm có rất hiếm có và khẳng định luôn cho các bác là một trong những sản phẩm rất đặt đắt tiền của nhật Đấy. và trên video ngày hôm nay các ạ? trên video ngày hôm nay em hiền chỉ để cho các bác một con Đấy, gửi mic về gia lộc chưa có luôn anh ơi một con đẩy liền vang imindio Đấy, một hàng hãng đến từ nhật Ruột gan của nó lại là con pioner Thế nó mới chán chứ lại 3 triệu 500 nghìn đồng cho tất cả các bác biết về con này Đây, karaoke Nghe nhạc nhá. Con này ê chô thì vọt có hết anh ơi 3 triệu 500 nghìn đồng Karaoke nghe nhạc chơi tất cả các loại khó, loa khó tính Có hệ thống nâng tiếng Có hệ thống chống hú đa cấp Và con này của nó sử dụng một cái bảng giải mã của Yamaha Chip của nó là chip Yamaha các bác nhá Các bác nhìn cái bảng giải mã của nó này Ui rồi ôi đẩy gì mà khiếp thế chứ này à, Các bạn ạ à, Đây là cái dòng mạch này của nó chạy mạch còn lát các bạn nhé Đấy tiếng rất sướng Công suất của nó là mỗi bên Chốt con đẩy liền vang 3.500 Ok anh nhá Đấy, Anh em ai chốt uh, trên lại like, like, Ai chốt trên video Em bao ship cho tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc luôn Đấy, Tất cả chữ nhật 100% Imin nhá nhá Con này của nó sản xuất ở Nhật luôn đúng không con này sản xuất ở Nhật các bác ạ Nó không phải sản xuất lắp ráp ở Trung Quốc Đương nhiên em nói như vậy để tất cho tất cả các bác chúng ta biết là Sản xuất ở Trung Quốc hay sản xuất ở Nhật Ở đâu cơ vậy Nhưng mà quan trọng nó phải là hàng chính hãng à, Nhiều khi á tất cả các mặt hàng của Nhật Các bác ạ Bây giờ kể cả từ thời đại bây giờ luôn Đa phần đều là sản xuất ở Trung Quốc Và em nói như vậy không phải là em dìm hàng Những cái sản phẩm của Nhật sản xuất ở Trung Quốc, sản xuất ở đâu cũng vậy thôi. Quan trọng nó phải là hàng xịn, các bác Imindo mặt mũi cực đẹp 3 triệu 500 nghìn đồng Đấy, Anh em ai chốt trên like bao ship luôn Đây, hai số điện thoại của nhân viên bên em 0936 118 558 Tất cả các bác chúng ta chốt đơn luôn cho em Hiền Ok chưa? hai số điện thoại 0936 118 558 Và 0931 218 558 hai số này đều có Zalo lô Các bác nhá Đây, Tiếp theo này lên và giới thiệu cho tất cả các bác này một con đẩy Đấy, cao hiền đã nói là làm một con đẩy với mức giá chỉ có một triệu đồng thôi con này em bán cho các bác một triệu đồng xin chào anh thái nhá chào tất cả các bác nào anh em ai đang xem video cho em hiền xin like được không úi thôi tình yêu em như sóng biển chiều hôm <laughs> con này của nó thì nó thật các bác này Ê, nhìn này à, có cả ngày cả tháng cả giờ luôn này chữ của nó là chữ trung quốc bọn là này itc là thương hiệu hàng hãng của mỹ nha nhưng mà dòng này của nó là hàng sản xuất nội địa của trung quốc các bác ơi à, và con này của nó đây này úi rồi thấy chưa đấy nó đang sử dụng vào cái việc gì đây một chiếc màn hình lớn trà bá đấy loa một loa hai loa bốn cái gì đây thấy chưa đây là master này đây là bát chép này, OX MB3 này Thẻ nhớ này, MB3 Switch này Thấy không? Đấy, con này của nó thì là Cho các bác xem qua này Con này của nó là chuyên sử dụng cho những dòng à, à, Âm thanh ở Con này của nó chuyên sử dụng cho âm thanh trong khách sạn Chuyên sử dụng âm thanh cho à, Những quán bar Những phòng trà những quán cà phê, mà nó chuyên sử dụng cho phát loa lòi nhá chuyên sử dụng cho phát loa lòi và con này thì em nói thật luôn cho các bác là con này của nó là rất là đẹp luôn các bác ơi con này đẹp lắm luôn đấy đây các bác nhìn thấy à đây là hệ thống com này từ 4 cho đến 16 ôm này các bác ai thích đường dẫn xa hơn các bác biết lý do tại sao ở trên này có nó có 70 v điện đúng không ạ và tại sao chỗ này của nó lại có 100 v điện đúng không ạ bởi vì cả những cái hệ thống âm thanh khi mà đi qua một cái đường dẫn dài à, thì tất cả cái um, cái cái trở kháng ở trong dây điện nó sẽ bị cản lại thì cái loa đầu tiên đó nhá cái loa đầu tiên thì nó sẽ kêu to hơn cái loa thứ hai thì nó sẽ bé hơn và cái loa cuối cùng thì nó sẽ bé hơn nữa và thậm chí là có những cái loa uh, mà các bác đấu khoảng 100 trăm mét dây đảm bảo các bác chạy lại cuối dây loa còn không nghe cái gì nữa Em nói thật mà, không nghe cái gì nữa. Chính vì vậy người ta sinh ra một cái loại cục đẩy. À, là nó cung cấp luôn một cái nguồn điện nuôi đường truyền dẫn. Đấy, 70V. Đi đến nơi, Đấy, kể cả 100m, 200m đường dây dẫn. Nó vẫn phát từ đầu đến cuối. Giống nhau hoàn toàn luôn bác nha. Giống nhau hoàn toàn luôn. Chính vì vậy mà tất cả các bác này, nhớ giúp em Hiền này. Con này của nó thì nó còn mới cứng cựa luôn bác ơi. Con này của nó còn mới cứng cựa luôn. À, ngày hôm qua thì... À... Em Hiền uh, tháo uh, ở trong cái 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 um, quán bar đấy. đấy. lấy được rất nhiều các loại đồ chơi luôn các bạn ạ. Và trong đó thì có một con ITC, một cái thương hiệu hàng hãng của Mỹ, sản xuất và xuất nội địa thị trường Trung Quốc. Đấy, anh em ai biết về nó nhá. Đó bác nhá. Chốt con đẩy liền vàng 3500. Ok anh, anh chốt luôn đi ạ. Đấy, anh chốt luôn đi, anh gọi điện qua số điện thoại cho em Hiền. Nhá. Đấy, 0936118558. 0931218558 nha. Anh em ai chốt gọi luôn cho em Hiền. À, và anh em nói này, à, em nói với anh em này. Khi mà tất cả các bác cảm thấy con đẩy này mà các bác hợp nhãn nha thì em bán luôn cho tất cả các bác này. À, với một cái mức giá mù luôn này. Con này em không có đồ để thử được các bác ạ. À. Anh em ai biết thì các bác tự mua. Còn cam kết luôn cho các bác nếu như mang về đến Việt Nam à, nhân viên của em Hiền Đúng không? Cũng như là em Hiền đã cắm thử, đã test rồi Mà không biết là nó sống hay chết Đúng không? Thì em xin phép nhá Em xin phép Đấy, khẳng định luôn các bác là nếu mà nói sai Thì làm con cò hó luôn Con này của nó mang nước ngoài về chưa cắm điện bao giờ luôn Bây giờ em mới cắm Đấy, anh em ai biết về con đẩy này Các bác nha các bác biết hãng mua con này có nó mục đích sử dụng khác các bác nhá mục đích sử dụng của con này khác hoàn toàn các ạ? nó không phải là cây con dòng đẩy để các bác mà karaoke trong nhà đâu nhá, nó không phải là con đẩy để tất cả các bác chúng ta sử dụng để mà nghe nhạc đâu nhá, mà đẩy này của nó là sử dụng cho khách sạn, sử dụng cho siêu thị, đây, sử dụng để phát cho những loa đường dẫn dài, đó nhá, anh em ai biết thì lấy, không biết xin phép tất cả các bác đừng lấy, ok chưa? đây em nói bằng lương tâm nghề nghiệp, em nói bằng cái đạo đức của con người. Chứ em không phải là em bán ù cho các bác đâu Ai biết về con đẩy này lấy em thật các bác nha Thơm chưa từng thấy Thơm hơn cả mối mít gái Thơm hơn cả mít 18 luôn các bác ạ Các bác nha Thơm hơn mít 18 ITC pt 60 Các bác nha Không biết luôn ok anh chuẩn chỉ Rồi Một triệu đồng anh em ai nổ tài khoản chốt luôn này Một triệu đồng con đẩy này Anh em ai nổ tài khoản chốt luôn này một 1 triệu Ok chưa? Mã số 2. Được chưa? À, em nói luôn với đấy à, anh, anh 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 thì nhờ anh Lê Linh Lê nhá. Anh Linh Lê mà không chốt nhá. Em chỉ có duy nhất bốn con thôi. Anh Linh Lê nhá. Nếu như mà anh mà ngày mai anh cứ gọi thì em sợ là không còn đâu. Tốt nhất là anh gọi điện cho nhân viên bên em đi để chốt về số lượng nhá. Còn tất cả các bác ai là những người mà đang uh, uh, có nhu cầu mua đấy, các bác đợi em hiền tí. Vô vàn những cái con này, một con vàng Mỹ KV sâu này. Các bác nhìn thấy đã rồi không? Một con thủy nhất. Đây. Cho các bác biết là một con cốt này 2 in 6 ao này, con này bán mấy trăm? Con cốt 2 in 6 ao bán bao tiền? Thế cái con revert uh, vọt uh, chống hú Đức này bao tiền? Xem sổ chưa? Con chống hú Đức bao tiền? Hơn Chúng, uh, một con vang cơ này từ bé đến giờ mới thấy một con vang cơ đi với các này à, hàng xịn sò luôn tháo chưa tháo cho xem luôn đúng không Ui rồi ôi bo trống hú này à, Bo trống hú các bác này Lần đầu tiên thấy một con vang cơ Của hãng DBX Đấy, Hàng bãi con này điện bao nhiêu đây À điện 230 luôn nhá Con này điện 230 luôn các bác nhá Đẹp luôn này à, Con này thì bán luôn cho bác nhá Bán luôn này Một con duy nhất từ ngày đến giờ Lần đầu tiên trong đời mới gặp được một con vang cơ Của hãng DBX Mặt mũi quá đẹp luôn các bác ạ à. Quá đẹp luôn Mặt mũi đẹp Con này là con gì đây Con FBX100 các bác ơi Đây cái gì đây Từ 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 từ, từ, từ bình tĩnh Ui thì con này ấy nhờ Nút này Đây là mic này À đây là lâu này Ui từ ngày đến giờ mới thấy một con nhỉ Lên đẩy 4 kênh Để bị xịn đấy Ok anh đây này Đợi em tí nhá Đây này nó có delay cái gì này reverb cái gì đây Echo effect này Đấy à vặn này Quay này Một con thôi Nhá lên Yamaha 100 đi đợi em tí. Bát này, chép này, trời ơi. Ghen này, FPX này, con này mới nhá. Con này mới keng, klen luôn các bác nhá. Các bác nhìn cái bo chống hú của nó này. Úi dồi. Con này chống hú rất tốt, điện 220 luôn các bác ạ. Điện 220 luôn. Đấy, phía sau của nó mới cứng. Lần đầu tiên em thấy con này các bác ạ. Lần đầu tiên luôn, duy nhất một con. Hàng vừa về ngày hôm qua luôn. Ngày hôm nay nhân viên bảo Anh ơi, con này sao nó đẹp lắm. Em bỏ nó bán cho anh em này. Rồi, một con vàng cơ nhá. DBX. Các bác anh em ai biết về con này? Nguyễn Tiến Dũng 400k. Ok. Em bán cho anh Nguyễn Tiến Dũng là hai lần 400 nhá. Là 800. Còn tất cả các bác ai chốt con này 7 lít 700 000 Được không? Anh em ai chốt trên like có phần nha Con này của nó tiếng hay lắm á Nghe nhạc cực sướng luôn Rồi, Con này cực sướng luôn Đấy các bác nhá anh Nguyễn Tiến Dũng đều vừa thôi nhá. Đây, anh Nguyễn Tiến Dũng là anh của em đó, đều vừa thôi, mã số 3. 700k được chưa? Chơi vậy ai chơi nổi, đúng không? Chơi vậy ai chơi được, đúng không? Và bây giờ này. đây, anh em ai chốt được con này này. Lên cho các bác một con cốt 2 in 6 ao SVS. À, trời, cắm điện em ơi. Con này là hàng châu Âu nhá. Chạy chip analog device luôn. Thấy không? Con này là con cốt 2 in 6 ao Bật điên Con này của nó là bị ấy Lỏng cái dây điện đằng kia thôi Con này của nó chạy ok luôn các bác nhá Em nói luôn là vừa nãy là là, là là là, là, là. em thử là chạy ok nhá Một con cốt svsda 206 Mặt mũi của nó thì đẹp cực kỳ các bác ạ à. mặt mũi đẹp cực kỳ 2 in 6 ao nhá Ruột gan mới cứng cựa các bác ơi Đây, ruột gan mới cứng cựa Có luôn đây, đây. Không anh ơi. Con này của nó đảm bảo cho anh đi sống ngon luôn. Đấy, không sống em không lấy tiền. Nhá. Đảm bảo cho anh là sống ngon luôn, không sống không lấy tiền, được chưa? Chip analog vai, được chưa? Con này đẹp không? 2 in 6 ao. Này, 2 in này, 1 2 3 4 5 6. Nguyễn Tiến Dũng chiều bác thôi. Ok anh Tuấn Dũng nhá. Anh em mà. Đây, nguồn đấy, nguồn đây các bác này. Con này có nó chạy hai cầu điện 120 và 200 hai V. Anh em ai sử dụng loại nào cũng được. Một con cốt SVS 2 in 6 ao. Tất cả những dòng cốt thì em nói luôn cho các bác này. Đây, là em chỉ bao cho các bác ra tiếng nha. Các bác nhá. Bao cho các bác ra tiếng, bao cho các bác là sống còn phần còn lại các bác cài đặt như thế nào. Các bác muốn set up như thế nào? Đấy là quyền của các bác. Em xin phép là chỉ bao cho các bác là tất cả các cổng hoạt động hoàn hảo. Quay 1, quay 2, quay 3, quay 4, quay 5, quay 6 Các bác về tự chia Được chưa Một con cốt mặt mũi của nó thì quá đẹp luôn 2 in 6 ao Con này thì em để cho các bác với giá 1 triệu 800 nghìn đồng Các bác mua con này nha Các bác mua con này thì em nói thật các bác Mà không có khoảng 3 củ nhá Em nói thật các bác là cuộc đời em hiền Chấm dứt buồn đè âm thanh luôn Được chưa Đấy. Các bác không có con uh, mua con được con S, -S này mà Không có 3 củ nhá các bạn em xin phép là chấm dứt cuộc đời đi buôn âm thanh luôn Đấy. 1 triệu 800 nghìn đồng mã số 4 Ok chưa Đấy. 0936 118 58 0931 218 558 Ok Đấy. Tiếp theo này Lên và giới thiệu cho tất cả các bác này Đấy. Đi ghi thết này Thấy chưa Đi ghi thết này USA một con Thấy chưa con này của nó các bác có nhìn thấy nó là cái gì không? Em hỏi tất cả các bác này. Bây giờ con này của nó em nói là nó là hàng xịn của Mỹ. Đúng không ạ? Em nói nó là hàng xịn của Mỹ thì có bác nào ý kiến gì không? Hả? À. Con này của nó là nếu như mà em nói là nó là hàng xịn của Mỹ thì các bác nào có bác nào ý kiến gì không? À. Cốt họ bán gần 3 củ đấy. Ok. Đi ghi này Made in USA này. Con này anh em ai mà là những người chơi âm thanh cho em hiền xin cái đánh giá thế nào Trời ơi toàn chuyên gia về âm thanh này Mấy bác bảo đây con này có nó hàng Trung Quốc này Mấy bác bảo là con này có nó hàng Trung Quốc Các bác ai biết về con 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 uh, đi ghi thích này này Thấy không Con này có nó là level này Level mic level này Feedback này Rồi Chống hú này Thấy chưa Con này có nó là một con gì đây Đây Sở chết cha rồi không biết nó là con gì luôn đó cha con này là con gì nhỉ các cao nhân cho em hiền hỏi là con này của nó tự dưng em bị quên mất không biết nó là con gì đây đi thách. à đi ghi thách thì biết rồi mỹ thì biết rồi nhưng mà quan trọng nó là con gì chưa. à chết cha rồi không biết nó là con gì nhỉ anh dũng ơi anh dũng ơi con này con gì nhỉ Để anh như dũng đâu con tiếng hả này như con đang tiếng ấy các bác ai biết về con này không ạ? À? RDS 4000 USA Thôi được rồi Chết cha chết mẹ luôn đi. Con này của nó là Hình như là nó là con 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 gì nhỉ? À con này của nó là một con uh, delay à, Nói như là một con nâng tiếng luôn các bác ạ à. Đấy hàng xịn của Mỹ luôn RDS 4000 Đấy đi ghi thích Mày bỏ cái điện thoại mày search luôn cho bác xem luôn đi Con này bên uh, châu Âu nó bán đẩy mà Chip này các bác nhìn thấy không? một chip run của mỹ con này có phải cốt cơ không con này có phải cốt cơ không bác ơi bảy cha lấy anh hiền à con này là con nâng tiếng nâng tiếng của hãng đi ghi thách đi đây này đi ghi thách drds bốn nghìn mặt mũi đẹp lắm đi ghi thách drds bốn nghìn sáu trăm k cái gì Thôi được rồi bây giờ nhá Hình như là nó con này của nó là Con nâng tiếng Các bạn ạ Một con nâng tiếng của USA Các bác nhá Một con nâng tiếng của USA Đây Và em nói thật các bác này Con này của nó là Em khẳng định luôn cho bác là Chưa cắm điện một lần nào này Chưa cắm điện một lần nào này Thôi ngày hôm nay em bán mù luôn được không Em bán mù luôn được không các bác ơi Đây bán mù luôn nhá Anh em ai lấy này Con nâng tiếng này 7 lít Mỹ luôn Đây đúng không đây cái thách này đây Con này ở bên nước ngoài đấy mà Đây Bán mù hai củ Không 700 700 nghìn Anh em ai biết mà nó lấy Thôi được rồi Bây giờ cơ bản là em chưa khẳng định được uh, Chắc chắn 100 phần nghìn là nó là như thế nào Các bác ai biết nhá 7 lít à, Nổ tài khoản Chốt luôn Được chưa Quá ngon Con này của nó nếu như mà em Nói vui vậy thôi con này của nó là không phải là hàng xịn của Mỹ nhá Em nói thật các bác là cho các bác cắt đầu em đi Cho nó thơm nhá à, Nếu như mà không phải hàng xịn của Mỹ nhá Cho các bác cắt đầu em đi nhá Bỏ qua cái đầu của em hiền đi Cho nó thơm được chưa đấy à, Anh em ai biết về con này lấy này Không biết bỏ qua mã số 5 Nhanh khẩn trương Tiếp theo lên cho các bác một con rì vọt xịn của Mỹ là tất cả nắp phải úp vào Tránh tình trạng đi tìm khổ lắm em ơi cuộc đời con trai uh, thân trai dặm trường các bác ạ một con chốt nâng tiếng ai chốt gọi luôn đi này chốt bạn bán lên nhóm đi em ơi không chín ba một hai một tám năm tám chín ba sáu một một tám năm tám ok Đây. em lên tiếp cho tất cả các bác này em hiền có ba con yamaha các bác nhá ba con echo thì vọt rồi yamaha hàng nhật xịn các bác nhá hàng nhật xịn luôn đây. Con này gọi là con Revert Yamaha R R, -R -E 100. Con này chạy ok à lúc chiều nhá. Các bác ơi, các bác nghe em hỏi Hiền nói này, lúc chiều em có test thử. Một là chế độ uh, Revert số 2 các bạn. Chế độ Revert số 2 nghe nó phê lắm. Lúc chiều em hát thử đúng tầm khoảng 5 bài. Và hai là chế độ Echo và Revert số 68. Trời ơi, em uh, ấn mấy cái bộ trộn này các bác này, hát nghe nó phê. Đấy, em hát lúc chiều nay rồi đó Và một con Yamaha này, hàng xịn này RLV, Nhật xịn luôn Đấy. Và em cũng nói luôn cho tất cả các bác biết này Nếu con này không phải hàng xịn của Nhật Em lại xin mời tất cả các bác Cắt đầu em đi cho nó vui Nha. Đấy, Con này có là hàng xịn 100% của Nhật luôn Đấy, Japan luôn Và các bác có thể nhìn đây Phía sau của nó này, Đấy, đường mic vào này Input này Các bác ai mà đang sử dụng là à, Những cái hệ thống âm thanh kém chất lượng này những bàn mixer mà tiếng uh, âm thanh nó chát chúa này. Nghe nó khô này. Các bác lắp con này vào cho em Hiền. À, con này của nó là hàng xịn của Nhật các bác nhá. Xịn sò Nhật luôn. Thấy không? À, một con Revox xịn của Nhật. Một con Echo xịn của Nhật. Các bác ai lấy con này? Để cho các bác với giá tình hữu nghị luôn. Đấy, à, Một triệu hai trăm nghìn đồng một con. nha Một triệu hai trăm nghìn đồng một con. Và em có... đấy, à, một con hay hai con gì đó đấy các bác ạ một hay hai con gì đó nó không lên điện các bác nhá nó không lên điện đâu đó và em để cho các bác với giá là 600 trăm nghìn đồng bán xác luôn nhá một hai con không lên điện đấy. nhưng mà đằng sau này các bác nhớ nhá đằng sau này của nó thì hơi bị xấu các bác nhá chắc là do kiểu nó bị han dỉ đấy này, này đằng sau này còn mặt đằng trước thì đẹp mút chỉ luôn đấy đây là con 600 trăm còn con triệu hai thì con nào cũng đẹp hết các bác ơi con 1 triệu hai của Nhật này thì con nào cũng đẹp hết à Con nào cũng đẹp một triệu hai con này Lắp lên dàn âm thanh nó thật các bác nghe cái gì vọt Các bác nhớ chế độ 68 và chế độ số 2 nhé Lúc chiều nay thì em đã thử rồi Nhưng mà nó thật các bác là à, Mới đầu em hát giọng quang lê Nhưng mà em nghe một lúc nó trở thành giọng lê quang luôn Thế nên bị dã man chứ này Hát thử giọng quang lê xem có hay không Mày trở thành giọng lê quang luôn à, triệu 1 triệu 200 nghìn đồng mã số 6 Ok chưa Đấy, con này có là con Revert này, Echo xịn của Nhật. Đấy, REV100 đó nhá. Đấy. Hai số điện thoại đây các bác ơi, hai số điện thoại đây, 0936118558, 0931218558. Rồi, tiếp theo này, lên và giới thiệu cho tất cả các bác này, một con thì đây một con xử lý tiếng của hãng Martin các bác nhá. Color Martin. Đây các bác ạ. Đây, à, vãi trưởng bác Caller Martin, thấy chưa Con này của nó anh em ai biết về nó không Một con Martin SN P8 Mark à, II Con này con là con xử lý DMX à, con chia tiếng Tất cả các bác ai là những người đi Làm sự kiện này Các bác ai là những người biết về con này Em đảm bảo các bác, các bác nhìn là Các bác thèm ngay Con này của nó là con Caller Martin hàng xịn nha Hồi 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 ơi anh em mai biết về con này không các bác ơi Đây, Lịch sử em lấy được đúng duy nhất một con thôi nha. Một con duy nhất tháo trong ba nha. Con này có nó giá mới thì đâu đó cỡ tầm khoảng đôi ba chục gì đó các à, bác à. Chú phát âm như Tây uh, như tây ý Ok Em bản chất trước cũng là Tây mà 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 cũng là Tây mà Bố em là Campuchia, mẹ em là người nào Đây, mà em sinh ra ở Thái Lan <laughs> Anh em ai biết một con này không ạ? À? Một con Martin Kohler à, SNP8 Mark 2 Con này nếu mà các bác mua ở bên nước ngoài Không có giá tầm khoảng 8 cho đến 10 củ Em đố các bác mua được Và trên video ngày hôm nay Chỉ bán cho người biết một triệu này, Bao sống nha một triệu con này Con chia tín hiệu dành cho dân chuyên nghiệp Dành cho dân pro Dành cho chân dân hiểu biết Các bác không hiểu biết Xin mời Bình tĩnh để em giới thiệu con khác được chưa? Một triệu nha, một triệu mã số 7 nha, rồi ok. Còn nhiều hàng hot lắm các bác bình tĩnh đợi em tí được chưa? Đây. Lên cho các bác một con vàng này là và chuyển sang lọc này, một con vàng Kasperso, này, một con vàng sầu cắm điện cho bác xem. Con này thì giải mã tiếng quá đã, E chu có, Rì vọt có, Đây Nói chung là thiên đường của những thứ có luôn, bật điện. Trời ơi. Anh em ơi, chị em ơi, khách bảo là gọi điện không ai bốc máy cả. Linh Lê ơi, anh gọi điện hỏi em cái hai số này này. Đây. không biết Linh Gute không biết là đâu rồi. 093611858 nha. Đấy, 093121858, hai số này. Đấy. Một con Kaveso. Đấy, thấy chưa? Mix này, echo delay time này, các bác nhìn này. Thấy chưa? Đấy, audio này, vặn này. Đấy. các bác thích cái gì cũng được, DVD này. Thấy chưa? Một con này của nó thì tiếng tăm rất là hay, KAVISO DSP 100. Đấy, một dòng vang số đến từ hãng KAVISO. Con này của nó tiếng tăm nó qua hay bởi vì nó có cái gì các bác ơi? Đây. Em cho các bác biết nó có cái gì nhá. Nhìn cái vị mạch này, rất nhiều bác bảo đây là sửa chữa nhá, không phải đâu. Đây là nó là một cái lớp nhựa thông để bảo vệ tất cả các chân linh kiện của IC nhá. Chứ không có sửa chữa một tí nào đâu các bác ạ. À. Đây, tất cả những chân cắm này của nó là nó đều có một lớp keo này. Đây là bảng giải mã nhá. Chip xin của Caviso. Mình chốt con cốt này nhé, 1 triệu 8. Vụt luôn anh ơi, 0936 11858. Vụt luôn anh ơi. Bác gọi số này không được, bác gọi luôn cho em hiền số này. Đấy. Các bác ơi, Trời ơi cuộc đời em quá buồn luôn nào Em bán đấu giá cho các bác một con vang này Một cái vang kia KV sâu của Mỹ này Đấy Anh em ai mà lấy được con này này Đấy. Em bán đấu giá luôn cho anh em này Giá khởi điểm 20 nghìn được chưa Giá khởi điểm 20 nghìn Các bác có chơi không ạ 400 bác xem mà lẹt đẹt 30 cái lượt like Em nói thật các bác là lịch sử chưa bao giờ có một cái Video nào mà lượt xem rất là ổn định Toàn 300 rưỡi 400 không à mà lượt like được 60 Chán chưa? Các bác thấy có chán không? 60 Anh em ai chưa like like cho em Hiền phát nào Ai yêu quý Cao Hiền cho em Hiền xin một lượt chia sẻ nào Kéo em Hiền lên trên ấy nào Các bác ai đã like rồi đừng like hai lần nha Ấn hai lần người ta gọi là bỏ like đó các bác à, Khi mà ấn hai lần thành bỏ like đấy à, Ok chưa? Các bác comment cho em Hiền cái nào Ai đã like rồi cho em Hiền xin cái comment cái nào Bán đấu giá cho các bác một con vang KV là vang số luôn nhá Tiếng hay này, bao cho bác ra tiếng tăm ok này Nhìn cái hệ thống giải mã nó thì ô tề luôn Thấy không? Con này thì cũng lịch sử lần đầu tiên em thấy luôn Bác nào like rồi cho em xin, xin comment này Cái tay bắt tủ này tháo được ra các bác nhá Anh em ai like rồi cho em Hiền nói nào à, Ai đã like rồi cho em Hiền xin một cái comment cái nhân nào Trời ơi, em mới giữ lấy Khổ anh quá Ai like rồi cho em Hiền xin một cái comment cá nhân nào Ai chưa like nào thì like cho em Hiền Phát nhá. Đấy. Múc đi bác ơi, 300. Đừng like 4 lần anh ơi, ba like 4 lần là vỡ mồm em đấy, like một lần thôi. Like một lần thôi. Like rồi, like rồi, like rồi. Đấy, anh Nguyễn Văn Chính like rồi, anh uh, uh, Hồ Văn Phước like rồi. Ok. Đấy, anh em kéo miền lên đủ 400 bắt like nào. Anh em ai đủ bản lĩnh kéo em lên đủ 400 bắt like thì em tặng luôn cho các bác con này. Được không? Làm quà tặng có được không các bác? Nếu mà kéo em Hiền lên đủ 400 mắt like em tặng cho các bác con này luôn. Được chưa? 400 mắt view này. Chơi. Giá khởi điểm con vang này là hạn 20 000 các bác có chơi không? <laughs> à, giá khởi điểm 20 000 các bác có dám chơi không? Được không? Nếu mà đạt 400 mắt xem thì em Hiền tặng cho các bác con này cho nó vui. Được chưa? Nhìn cái ruột gan, nhìn cái hệ thống giải mã nói là ô tè luôn. Trời ơi. Vang gì vậy trời em đến sợ con vàng này luôn quá đây một con duy nhất thôi rồi em nói vui vậy thôi các bác nhá anh em ai chưa chia sẻ chia sẻ cho em hiền nhá ai chưa đăng ký kênh cho các bác cho em hiền xin một đăng ký kênh và nhớ là bật vào chuông thông báo ấy để theo dõi những video tiếp mà em hiền sẽ lên video đấy và bây giờ em hiền xin phép để cho các bác một con vàng kvso dsp dsb 100 đấy một thương hiệu đến từ châu âu một thương hiệu đến từ usa nhá 850.000 đồng miễn bản cái Đấy, dành cho anh em nào nổ tài khoản chốt nhá. 800 rưỡi hôm trước có một con bán triệu mấy nhỉ? Triệu 8 à? Hả? Hôm trước uh, có một con bán triệu 8 à? Thôi được rồi. 850 000 đồng dành cho anh em nào nổ tài khoản. Ok chưa? Đấy. 850 000 đồng Đấy, Nguyễn Hà HD, tất cả các bác. Đấy, anh em ai chốt cái mã này này. Đấy, chốt luôn cho em Hiền Phát được chưa? Đấy. Nghĩa lìa qua cho chú chú uống hấp nước để chủ yếu là quất kia xong quay lại đây nhá. Trời ơi. Đây, rất bác... nhiều đồ này, vang này, vang Royal, vang Mỹ này. Đấy, bốn con vừa tháo phòng luôn. Các bác ơi, cực kỳ là nhiều mặt hàng xịn nha các bác. Hôm nay toàn về toàn là hàng hot không này. Có cả cốt uh, DBX này, 226 cốt server nha các bác. 2266 6XL nhá. Này, có cả cốt này, Mega này và một con vàng 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 omo nữa này nhiều lắm có nhiều cả và, uh, đúng feedback đúng. feedback cho beringer nha các bác feedback beringer của đức này mặt mũi cực kỳ là đẹp luôn các, các bác, bác cực kỳ là đánh nhiều đánh nhiều đánh mặt đánh hàng luôn đánh 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 các, đánh các bác ạ à. à. các bác phải like cho cao hiền đi ai yêu quý cao hiền cho cao hiền xin một like nhé và ai thương yêu của cao hiền thì cho cao hiền xin một like các bác mà nào mà muốn chốt uh, gì vật hay là chốt những con vàng thì các bác liên hệ số điện thoại là chín 1858 nha các bác Và các bác không gọi được số này thì các bác gọi số thứ hai cho em là 0931 218558 nha các bác Vâng, anh Tâm Trường lại like, like, các bác like cho Cao Hiền nhá Lượt like đang rất yếu các bác ạ thấy lượt like rất yếu nhá Có cả gì vợt Yamaha các bác này Dì vợt Yamaha này Mặt mũi cực kỳ là đẹp nha các bác này, Con này Cao Hiền bán cho các bác giá hơn 1 triệu thôi Giá rẻ có cả vang roi này Của Mỹ này Roi DMX nhá DM nhá Các bác này bắt mũi cực kỳ đẹp. đẹp luôn đúng không? Rồi, ok. Và bây giờ thì em lên cho các bác một siêu phẩm này, hai con duy nhất luôn các bác ạ. Hai con duy nhất đó là một con feedback. Nó có thể đo được cái tần số nó báo đèn lên trên này cho các bác nha. Chỗ nào nó bị hú các bác ạ. Các bác ạ. Chỗ nào nó bị hú thì nó sẽ báo cái đèn đó đỏ rực lên. Nó vừa làm con chống hú, vừa làm con equalizer. Đấy. Ví dụ nó hú ở cái tầm tầm khoảng từ 2 cho đến 5K này. Đấy, vừa nãy em thử nghiệm xem là cái chức năng chống hú của nó là nằm ở chỗ nào các bạn vừa nãy em thử cái chức năng chống hú của nó thì nó nằm ở chỗ nào đó thì nó thì em thấy cái nốt chống hú này nó hú ở đây này đấy cái nốt này của nó đỏ rực lên xong nó lan tỏa ra hai bên đây nó rất là hay đây chính là một dòng equalizer đèn có chức năng này, chống hú và nó có chức năng là đẩy tất cả các giải một thương hiệu đến từ Sotanda nó chính là thương hiệu của Coret Audio đấy một thương hiệu hàng hãng đến từ Mỹ và Mỹ nào Đấy, Mỹ ở đâu cho các bác xem qua về cái ruột gan của nó đi Để các bác biết là cái mên mạch của nó này Đẹp, xuất sắc Đấy, từ cái hệ thống bảo vệ nguồn này Biến áp nó nằm trong này các bác nhá Biến áp nó nằm trong này này Đấy, nó có hai loại nguồn dây Một loại của nó thì cắm rắc ở đây Nhưng mà biến áp em để vào trong Sâu một thương hiệu đến từ à, Mỹ Và các bác có thể nhìn này Ui thôi, ôi Rắc Canon có nha Rác 6 ly có luôn nha Đấy, ruột gan của nó mới cứng luôn các bạn con này ruột gan mới cứng luôn nói về tiếng tam con này thì nói thật các bác là không cần phải bàn cãi và đây. đây em sẽ cho các bác xem về một siêu phẩm mà em hiền vừa về đây. một siêu phẩm em hiền vừa về luôn đó chính là dòng micro gts các bác nha bình tĩnh đợi em một tí đây. hàng xịn sò của đài loan luôn hàng xuất châu âu với mức giá rẻ như lợn chết các bác bình tĩnh đợi em hiền tí em sẽ giới thiệu cho các bác con này là hàng mới nguyên hộp đập hộp luôn đây. và cam kết cho các bác này Đấy, nếu các bác mua được ở Việt Nam không cần, không cần mở nhạc đâu. Đấy, alo tiếng mic thì là được rồi. Nếu các bác mua được ở Việt Nam bộ micro này, em sẽ biếu không cho bác mới mức giá 10 triệu. Vào đây, cho bác xem này. Trời ơi, tay chân này. GTS, đấy, HK600. Đấy, GTS qua đẹp đẳng cấp luôn. Sự kiện ok, gia đình ok. Và riêng đối với dòng micro này nhá. Đấy, hàng còn mới nguyên hộp chưa qua sử dụng em vẫn đảm bảo cho tất cả các bác là bảo hành 6 tháng. Và tất cả các bác mua hàng, nhận hàng không ưng cho tất cả các bác chúng ta quay đầu đấy, không mất một xu, không mất một uh, một một chinh nào luôn. Đấy, GTS HK600. Bình tĩnh, tí nữa tí nữa em mới cho các bác khám phá vào bây giờ này. Các bác nhìn thấy không? Em đang sử dụng một con lọc đây, thấy không? Đang sử dụng một con lọc này, đấy thấy chưa? Đây em alo nhá. Em mở là, là lên tí nhạc cũng được, cho tí nhạc đi. Nè, các bác nhìn này tay micro này thấy chưa đấy các bác nghe để nhìn này đèn nó lên nhá sáu bảy alo đây nghĩa cầm mic nghĩa alo đi để cho các bác nghe nhìn cái đèn này đây sáu bảy một hay hai sáu bảy lên thấy chưa <laughs> nếu mà nó hú các bác nhá nếu mà nó hú là nó hú chỗ nào là cái đèn này nó đỏ rực lên chỗ đó các bác nhá nếu mà hú phát là đèn nó đổ được luôn chỗ này còn nó là vẫn có chiếc áp này đấy anh em thọ bỏ ra thôi thấy chưa Đấy. Đèn nó lên rất sướng luôn các bạn ạ. Quá đẹp luôn các bạn ạ. Quá đẹp. Và với con uh... con con lọc này các bác nhá. Với con lọc này thì các bác uh, anh em ai nhìn thấy này sướng không? Đấy, em đang để trước một cặp loa này. Đấy. Thử xem cái mức độ chống hú của nó như thế nào đúng không? Sáu bảy. Đấy. Đấy, quá ok. Các bác có cần test nhạc không ạ? Cho tí nhạc em ơi. Đấy, hình như trên máy đây có nhạc luôn đấy cho tí nhạc cho bác nghe qua cho bác sướng cái độ uh, uh, chỉnh căn âm thanh và cái độ uh, hỗ trợ hú thít của nó cũng rất là phê luôn các bác nhá. Đấy. Sáu thôi được rồi không cần đâu. Đấy các bác nhá. Một con lọc siêu Đấy một thương hiệu quá nổi tiếng của hãng Cordes Audio. Đấy các bác nhá. Đấy, em để cho bác với giá là 3 triệu 200 000 đồng con lọc này. 3 triệu 200 000 đồng các bác ạ. Đấy. Các bác ai mà lấy con này này, em để cho bác với giá 3 triệu 2. Và bây giờ thì em Hiền sẽ giới thiệu luôn cho các bác một dòng micro Mà khẳng định luôn cho tất cả các bác là bói cả Việt Nam không ra nhá. Bói cả Việt Nam không ra luôn Đấy, 3 triệu 200 nghìn đồng Mền mạch hai lớp hệ thống ổn định nguồn này Đấy, thấy chưa Hoa wow, đẹp luôn Đấy, 3 triệu 200 nghìn đồng có hai con Cái nút này của nó có thể rút ra được các bác nhá. Vừa nãy anh em thọ đang vệ sinh Đấy, cho nên là các bác Anh em thọ đang rút ra để lau chùi Và lau chùi xong thì ráp thử một con lên nghe phê quá các bạn một con lọc Sotanda vừa có chức năng hỗ trợ chống hú Vừa có chức năng à, là tăng giảm decibel Nghe cho nó phê Trên dàn âm thanh của các bác nghe nó đang bị sượng tiếng Nó đang bị kém tiếng Các bác lấy cho em Hiền con này Đấy, Không hay không lấy tiền 3 triệu hai xứng đáng đồng tiền bát gạo Có hệ thống đèn nháy ở đây Và tất cả các cần này nó báo decibel cho tất cả các bác qua những hệ thống đèn nháy Qua đẹp luôn Một con lọc hàng Sotanda Anh em ai chốt 3 triệu 200 nghìn đồng Các bác nhá À, và bây giờ thì em Hiền cũng xin phép tất cả các bác này. Rồi, chúng ta quay lại với một dòng micro này. À, chúng ta quay lại với một dòng micro GTS, một thương hiệu đến từ uh, Đài Loan các bác nhá. Một thương hiệu đến từ Đài Loan và các bác có thể nhìn thấy mà 67 1 2. Các bác nghe qua về cái chất âm của nó nhá. Alo 67 67 1 2 2 6, 6 7. Rồi, Các bác nhìn thấy không? Đây một dòng micro này đấy một thương hiệu đến từ đài loan luôn em hiền vừa về lúc chiều nay luôn các bác ạ vừa về lúc chiều nay luôn tất cả các bác chúng ta biết này đấy, bộ micro này mặt mũi của nó thì rất đẹp luôn thương hiệu này của nó là thương hiệu đến từ gts các bác nhá em mở luôn tay mic cho các bác xem này đấy, thương hiệu đến từ gts hk 600 các bác nhìn này khi tháo ra các bác nhìn này giống y hệt tay micro của Sennheiser luôn và ở đây đấy có một chiếc màn hình này đấy, đẩy vào phát vặn rồi cái xong thấy chưa Đấy, cho bác xem qua một cái lõi cái côn. Ui rồi ôi. Đây, nốt con cốt đi đợi em tí. Các bác nhìn này. Trời ơi, mic này. Côn của nó này. Đấy, GTS HK600. Đấy, tay chân quá đẹp luôn các bác ạ. À. Đây. Đây các bác nhìn này. Đấy, đây chính là cái đầu thu của nó đây. Con này mới cứng luôn các bác nhá. Tất cả này, linh kiện phụ kiện này, chống lăn này, dây 6 ly này, anten của nó là vẫn còn nguyên. Dòng này của nó là một trong những thương hiệu hàng À, xuất đấy nhưng mà em hiền lấy được những hàng xuất dư đấy qua sử dụng luôn các bạn con này của nó chưa qua sử dụng một ngày một giờ nào em nói luôn là con này có là hàng đập hộp hàng mới cứng cựa nha GTS HK 600 một thương hiệu đến từ Đài Loan công nghệ và thương hiệu 100 là của Mỹ đấy, nhìn cái côn của nó đã đòi lắm các bạn con này nhìn cái côn nó đã đòi lắm đây các bạn nhìn thấy không côn này ui rồi ôi đẹp không các bác nhìn thấy chất lượng không con này tiếng rất nhẹ các bác nhá và dòng này của nó thì các bác có thể sử dụng các bác nhìn thấy đây đấy, các bác nhìn thấy đây. đây made in taiwan này http v chấm gts com các bác nhìn thấy không ạ mã model của nó là hk 600 này đấy, series number là cái gì đây đấy, tần số hoạt động của nó là 645 cho đến 685 trăm à, mhz con này của nó thì có hỗ trợ sóng xa các bác nhá con này của nó thì có hỗ trợ sóng xa tức là nó có thể uh, uh, chạy cho các bác tầm khoảng từ uh, 30 cho đến 50 mươi mét và ở không gian rộng các bác nhá ở không gian rộng thì các bác có thể sử dụng được tầm khoảng uh, từ bảy 80 mươi mét cho đến 100 trăm mét bởi vì bản chất con này của nó là nó hỗ trợ cho các bác đi làm show đi làm sự kiện còn riêng con này mà các bác lắp phòng hát hoặc chơi gia đình tay của nó thì y hệt tay của seni luôn các bác ơi nhìn cái lưới cái dọ này Nhìn tay là tay hợp kim nhôm nhá Các bác nhìn này Đây em chỉ vặn Em uh, dùng tay em có thể vặn được nó ra các bác Đấy Đây các bác nhìn này Đây em vặn ra này Em em thấy không Màn hình nó nằm bên dưới này Đấy nút nguồn nó nằm đâu Chỉ nút nguồn đây Đấy nút nguồn nó nằm đây các bác này Thấy không Đấy bên dưới đuôi này UHF này Các bác nhìn này Đấy xong Thấy không Đấy vặn ra này Có 2, 3, 4 bước tem này Treo bỏ pin này Đấy bỏ vào này Thao tác của nó rất là nhanh luôn các bác cực kỳ nhanh GTS đấy, HK600 Một thương hiệu hàng hãng đến từ Đài Loan Và cho các bác xem qua về cái nội thất chuột gan của nó Để cho các bác cảm nhận thấy là Dòng này nó cũng là một thương hiệu hàng hãng luôn các bác nhỉ đây, Nó sử dụng là bốn hộp sóng nhé các bác nhé bốn hộp sóng to như bốn bao thuốc lá Và linh kiện của nó cũng rất là sướng đây, Nâng tiếng đâu cả rồi Em nó có nâng tiếng anh nhỉ Và với con này thì các bác có thể nhìn thấy là Đây Đấy, trời ơi, đây này các bác nhìn này, nó có một cái hệ thống là sóng AF nhá. À, RF là báo sóng đây các bác này. Và nó có hệ thống là đo decibel là cấp 1 này, đo decibel cấp 2 này, đo decibel cấp 3 này. Thấy không? Đấy. Đây các bác nhìn này, cả hiển thị cả 6 số này, hiển thị cả 3 số này. Đấy, 3 số là kênh CH179 này. Đấy, volume là 26 cộng này. Đấy. Và đây các bác nhìn này, to nhỏ đây, công tắc bật tắt đây. Đấy, đây là hệ thống setup và con này của nó có 3 mức độ để đo đề xi Tức là đo cái độ nhạy các bác, độ nhạy 1, độ nhạy 2, độ nhạy 3 và đây là đo sóng. Mặt mũi con này thì cực kỳ là đẹp luôn các bác ạ. Hiển thị là chuyên nghiệp. À, mặt mũi cực đẹp hiển thị chuyên nghiệp và tất cả con này của nó vẫn còn nguyên seal bác ơi. Vẫn còn nguyên giấy ni lông này. Thấy không? À, anh em nhìn thấy không? Vẫn còn nguyên giấy ni lông này. Đấy, em sẽ để cho các bác với giá rất mình luôn. Đây. Vẫn còn nguyên giấy ni lông mới cứng cựa luôn các bác nhá. Đấy, và nhìn chung như con này. Đấy, alo thử cho bác xem qua cái đèn này em ơi. Đứng lùi ra anh em nhìn con này. Các bác bình tĩnh đợi em giới thiệu cụ thể đã. Rõ ràng đã. Các bác nhìn. Thấy, thấy chưa? lên. 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 Nó có 3 cấp độ để đo nhộ độ nhạy các bác nhá. 1, 2, 3 này. Đấy, quá ok luôn đúng không? GTS, một thương hiệu đến từ Đài Loan và em sẽ cho các bác với mức giá là giật mình luôn các bác nhá với một cái mức giá giật mình luôn tay chân của nó thì đẹp vô đối luôn bạn y hệt tay còn sen sơ luôn các bác hát gia đình cũng đẳng cấp các bác sử dụng cho cái việc đi làm đám cưới tiệc tùng hiếu hỉ cũng ok và con này em nói luôn cho tất cả các bác là còn mới cứng cựa các bạn còn mới cứng cựa luôn gts hk 600 các bác nhá anh em ai chốt bộ micro này này, này? em bao cho các bác là bao hay bao cho bác là phê với một cái mức giá tiền em để cho tất cả anh em chỉ có 2 triệu 300 nghìn đồng thôi mỗi bộ em chỉ cần cộng thêm 50 nghìn tiền công đó nha 2 triệu 350 nghìn thôi 2 triệu bao nhiêu 2 triệu 350 à rẻ quá hả à? ừ. 2 triệu 3 thôi để có 2 triệu 3 đi 2 triệu 300 nghìn đồng đó nha các bác nhận hàng được phép kiểm tra test tẹt đồ Đấy, đúng như em Hiền giới thiệu, đúng hàng như em Hiền nói thì các bác ấy phải thanh toán nha. Còn không tốt nhất là quay đầu cho nó sướng, được chưa? Tay chân hợp kim nhôm quá ok. Thấy không? Trời ơi, hợp kim nhôm này các bác nhìn này. Vặn mày siết chặt quá. Đấy, vừa thôi. Rồi, okay, các bác nhìn nhá. Này, đấy, em vặn đây này. này. Đấy, đấy. đấy, các bác nhớ là vặn cái khớp này nhá. Bên dưới này còn nó làm vặn ra để ấy ốc này. Đấy, vặn khớp này các bác nhìn nhá. Tụt ra phát này. Ok chưa? Đấy, mà khi mà các bác vặn lên phát này. Đấy chưa Quá đẹp luôn Nhìn quá đẹp 2 triệu 300 nghìn đồng bao ship Tất cả các bác ai mà lấy bộ micro này này Về hát gia đình Về đi làm đám cưới Làm sự kiện nhỏ và vừa à, Còn nếu các bác muốn lấy đi làm sự kiện lớn Em có dòng AKG Các bác nhá AKG thì nó đỉnh cao rồi Còn dòng TTS là một thương hiệu rất nổi tiếng của Đài Loan Đấy, đầu thu nó đẹp lắm các bác ạ Đầu thu nó đẹp kinh khủng luôn 2 triệu 300 nghìn đồng một bộ Mới cứng cựa bảo hành cho các bác 6 tháng không hay không phê xin mời tất cả các bác cứ cho hàng quay đầu cho em hiền không mất một đồng nào cả các bác nhá Đấy. các bác nhìn này made in taiwan này www.gts.com thấy chưa con này còn nó là hàng công ty giá mới bao tiền nhỉ giá mới con này cứ tầm khoảng 8 cho đến 9 triệu các bác nhá giá mới của nó tầm khoảng 8 cho đến 9 triệu đấy nhưng mà gặp em hiền thì tắt điện luôn đấy em lấy được hàng mà người ta xuất dư đấy lẻ ra em lấy được tầm khoảng 60 bộ các bạn 5 60 bộ luôn. Đây và em về em bán cho các bác. Mỗi bộ trừ chi phí chỉ cần 50 000 nếu thơm là 100 000 tuyệt vời con ông mặt trời luôn. Không phải làm cái gì cả. Bởi vì dòng này đã đã có qua sử dụng đó mà nó lỗi. Nó qua sử dụng đó mà nó hỏng. Đấy, mới đét 100% cực kỳ là đẹp. GTS HK600 các nhá. Anh em ai chốt này gọi điện ngay qua số điện thoại cho em hiền Đấy. 0936118 HK600 một thương hiệu đến từ TTS. Đấy công nghệ là của mỹ thương hiệu độc quyền của đài loan âm thanh thì nói thật các bác là âm thanh thì nói thật các bác là chỉ có trung quốc và đài loan hiện nay thì với cái mức giá bình dân là đẳng cấp nhất thế giới thôi còn tất cả các bác chúng ta mơ mộng rằng là à, hàng nó phải là hàng ở mỹ hàng nó phải là ở, ở, ở nhật Đấy, hàng ở anh ở pháp ở đức Đấy, em nói thật các bác là nó chỉ có trong giấc mơ thôi à, còn được hàng trung quốc xịn hàng đài loan xịn Em nói thật các bác nó là một cả một cái quá trình Các bác phải tìm hiểu chán đi Thì các bác phải mua được Đó. 2 triệu 300 nghìn đồng Bao cho các bác bao phê Bao cho các bác là hay Ra tốc có tự ngắt có cảm biến chống rơi chống sốc có luôn Và tất cả các bác nhìn này Tay như là tay micro sensor luôn Quá đẹp 2 triệu 300 nghìn đồng GTS HK 400. À, 600 Đẹp không Anh em ai lấy bộ này nha Chốt luôn cho em hiền Đấy, và tất cả các bác chúng ta nhận hàng kiểm tra tẹt bù. Đấy, các bác cảm thấy không hài lòng. Các bác cho hàng quay đầu cho em Hiền. Tiếng nó hay lắm các bạn Chi tiết sắc nét và công nghệ điện tử của Đài Loan các bác biết rồi. Lý do tại sao các anh hàng xóm suốt ngày nhăm nhe. Đấy, gần như là đi đầu trong cái giới công nghệ về điện tử. Các bác biết rồi đúng không? Đấy, hàng Đài Loan thì nó quá đỉnh cao. 2 triệu 300 nghìn đồng bao ship. Đấy, bảo hành cho các bác 6 tháng. Dùng tẹt bù, hát tẹt gà. Ok chưa? Mã số 10 nha micro GTS các bác nhá. Đấy, còn em nói thật các bác là em có cả vang GTS, có cả uh, nâng tiếng GTS, em có nhiều hãng của GTS lắm. Ít nữa là còn về cả đẩy của GTS nữa thì nói thật các bác là quá đẳng cấp. Đấy. Các bác nhìn thấy không? Tuấn Ngọc à, uh, để 100 nhé, một à, triệu 1 nhé. Anh ơi, 1 triệu 2 anh ơi. Tiếp tục này, lên và giới thiệu cho tất cả các bác này, một con ra vang này. Đấy à, một thương hiệu đến từ Anh Quốc chứ không phải là từ ấy nha Đây, Royal Đây, một con vàng Royal Một thương hiệu đến từ Anh Quốc này Các bác nhìn cái bảng dài mã của nó khủng khiếp không? Đây, bo chống hú nó khủng khiếp không? Thấy chưa? Cái bảng dài mã nó không trời ơi Trời ơi, không biết nó làm cái gì mà nó khiếp thế chứ này các bác ạ Không biết nó làm cái gì mà nó khiếp thế chứ này Đây, con này chạy hai cầu điện các bác nha Điện 110 và 220 Ok chưa Đây một con vang mà nhìn cái bảng dài má thì ôi thôi luôn Con này ECHO rất hay Rì vọt nghe rất là ngọt Rất dễ dùng Rất dễ chỉnh Đấy. Các bác ai biết con này thì nói thật là nó Nó quá là ổn áp thôi Đúng không Đấy, Nó quá ổn áp luôn Thấy không Đấy con này gọi là con vang royal các bác nhá Vang royal Đấy, Mặt mũi đây Đấy là nốt nhạc này Đây là nốt mic này đây là nốt Apex này à, là gọi này Lưu này Apex này Nhạc này LR này thấy chưa Đấy Enter này Đây là cái hệ thống là đường mic này à, Qua ổn luôn Đấy một cái nốt khác nào Cái đấy lâu lâu hỏng Chuyển đổi uh, sự sống này cái thế nào à, Lố đấy cái ổ điện uh, rất nó hỏng thôi Đấy chưa uh. đây này, tất cả các giác cắm này của nó đều mạ vàng hết các bạn nhá. Giác cắm của nó tất tật tật đều mạ vàng hết. Đây, đây, là hai đường min rò này, min lò này. Đây, đây, là đường ao x này. Center này, súp này, có tất chút chít luôn các bác ơi. Đây, và màn hình của nó đây. Đấy con này của nó là chưa lau chùi gì các bác nhá. Màn hình của nó màu vàng cam các bác ạ, màu cam. Nó bị ánh sáng nó ngược vào ấy, thấy chưa? Đây, các bác ai mà lấy con này này, em để cho các bác với giá là 950k một con. 950. Anh em ai vào việc lấy con này này, tiếng tăm rất là hay. Bao cho các bác là set up phê. Nhìn cái hệ thống tải mã nó thì ôi thôi luôn Thấy không? Ruột gan này 950 một con Đấy. Các bác ai chốt được các bác chốt này Có một con là không lên điện các bác ạ Có một con không lên điện đúng không? Có một con không lên điện Đấy. Em để cho các bác với giá 300 Nha. Một con không lên điện để, để cho anh em với giá 300 Còn con ngon là 900k Mã số 11 Ok chưa? Đấy. Tiếp theo Lên và giới thiệu cho tất cả các bác này Đấy một dòng vàng O V K trời ơi à, một con vàng O V K các bác nhá thấy không vàng cơ lai số à, vàng cơ một con vàng cơ O V K thấy không quá tiết kiệm pin luôn anh ơi pin ăn như người nhá Con đó là pin ăn như người anh ạ pin ăn như người luôn à, thương hiệu TTS nó đỉnh cao luôn mà hàng mới của nó đắt lắm ấy cứ khoảng 10 triệu anh ơi Đấy em lấy được hàng thanh lý nó xuất dư ra mà Đấy, Con này của nó có bảng dài mã luôn các bác này Con này thì nó chạy một cái nguồn điện của nó là điện 12 ngoài các bác nhé Nó chạy một cái nguồn điện 12 ngoài này Em không có nguồn điện để thử Các bác ạ Em thanh lý cho các bác một con vang này Cơ Tiếng tăm Con này của nó trước em hiền bán là rất hay Mặt mũi không một vết xước Em để cho các bác với giá chỉ có 300.000 đồng con này 300.000 Ổn áp chưa 300 anh em Mai lấy cái con vang này các bác chốt luôn này, ruột gan đẹp lắm. Các bác về tự kiếm nguồn nha, tự chế nguồn nha. Nguồn của nó là nguồn 12V. Đấy, 300k. Anh em Mai nổ tài khoản, chốt được chưa? Nổ tài khoản là chốt nhá. Đấy. Tiếp theo này, lên cho các bác này. Rồi. trời ơi. Một Nâng con à? Hả? Đây, một con nâng tiếng này Mega Electronic Đây, Các bác nhìn thấy không Một con nâng tiếng Mega Electronic Thấy chưa Đây, Con này đẹp không Mega Suri Con này con nâng tiếng Đây, Một con nâng tiếng Mega Electronic Đây, Một thương hiệu đến từ USA Các bác ơi Con này có là con nâng tiếng của Mỹ nhá Thấy không Các bác nhìn ruột gan có đẹp không Con này với là con nâng tiếng này À Tuấn Ngọc, con này của nó không phải con cốt cư đâu anh ơi. Nó là con nâng tiếng, thấy không Chốt 300k, anh gọi điện luôn cho em Hiền đi. Đấy. con này của nó chạy hai cầu điện các bác nhá. Điện uh, cầu 1 là điện 100 cho đến 120, cầu 2 của nó điện 220 cho đến 240V. Đấy, cầu điện đây. Mega Electronics nó là một thương hiệu của Mỹ một con cốt uh, con con đơn tiếng duy nhất đấy, hàng mỹ mòi luôn đấy tất cả những hàng lẻ lô này không có nhiều quá không có nhiều một tí nào luôn rất ít khi có và các bác ai mà lấy con này này em để cho các bác với mức giá chỉ có chín trăm nghìn đồng chín trăm nghìn các bác nhá anh ơi con đó 300 trăm nhá đủ tài khoản cộng phí ship anh nhá số điện thoại đây 300.000 cái con đó nhá Nổ tài khoản công phí ship nhá Còn con này để cho anh em với giá 900.000 đồng này Đấy con này đẹp dã man Nâng tiếng này Mega Electronic Đấy, ruột gan phải nói là Hàng xịn sò nhìn nó đã đòi Thấy không Hàng xịn nhìn nó đòi, đã đòi Đấy, thấy không Chạy hai cầu điện Điện 110 cũng được Điện 202 cũng được Quất tất Hàng châu Âu nó khác 900k Rồi Lên tiếp cho các bác một con com Một con nén tiếng Đây một con com mà còn con nén tiếng DBX nhá. con này con com các bác này, vừa là com vừa là nón nén tiếng này, DBX. Đây. con này thì em bao cho các bác là chạy ok luôn nhá. bao cho các bác là chạy ok luôn. Trời ơi made in USA thầy rồi, y là rồi. Con này có là hãng DBX nhá, DBX là một thương hiệu đến từ hackman đến từ thương hiệu của JBL, made in USA. Đằng sau có rác canon luôn, 6 ly luôn, canon 6 ly luôn đầy đủ các bác nhá. Trời ơi, một con này đi uh, made in USA luôn này. Con này thì em để cho các bác với giá uh, rất là rẻ thôi. Tất cả linh kiện và chip của nó nằm hết trên này các bác này. Chip của nó nằm hết ở trên mặt đây này, này. Con này còn là con 266XL. À, anh em ai lấy con này này, bao cho các bác là sống này. Đó nhá. Bao cho bác sống này, con com này, con ném tiếng này, made in USA luôn. Em để cho các bác với giá là uh, 850.000 đồng. 800 thứ rưỡi Được chưa? DBX một con bao sống luôn. Thấy không? Anh em Mai lấy con này này 850.000 đồng mã số 4. Được chưa? Đấy. Rất nhanh gọn lẹ. Made in USA luôn. DBX. Đấy, số điện thoại để các bác ơi. Được chưa? Anh em Mai biết thì lấy này. Lên tiếp cho các bác này. Một cặp chống hú. À, feedback tự động. Một thương hiệu đến từ Berlinger. Trời ơi. Một thương hiệu đến từ Đức. Con này có là con feedback tự động nha. Đây. Con này của nó thì tất cả các cơ chế hoạt động như thế nào các bác về các bác tự khám phá. Còn em Hiền chỉ bao cho các bác là liên điện, bao cho các bác là ra tiếng về các bác tự vận hành. Con này của nó là con cơ một thương hiệu đến từ Đức. Đây. Các bác nhìn này, con này mới lắm các bác mới tinh luôn. Đây. Em ơi, bóc cho anh cái này cái. Mới, mới dã man. Mấy đây mấy đây mấy đây mấy đây mấy đây. Đấy đấy. Đấy. Bóc siêu cho bác nhìn chứ lại bóc. Rồi, ok chưa? Nét căng luôn. Đây. Chốt con Mega 900, anh gọi điện anh ơi. tám này, 093121858 này. Đây. Con này của nó thì ô đề luôn các bác ạ. Đây. Không hiểu là làm sao. Con này con feedback nha Đây. feedback của Germany cắm cho con này nào. Cắm điện đi. Con này của nó là của Beckinger các bác ạ. Đúng rồi. Con này của nó của hãng Beckinger, thấy chưa? ấy chà ấy chà thôi bảo nó đừng nháy đấy em ơi Rồi à, feedback này con này còn nó vừa một con feedback vừa là một con, uh, con 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 uh, con, gì đây nó như kiểu con equalizer nhỉ đây là chống hú các bạn nhá chống hú tự động của đức các bạn một con duy nhất thôi Bé berkinger của đức đấy em bao cho các bác là ra tiếng nhá các bác nhá bao cho các bác là ra tiếng này Bao cho các bác là uh, lên điện này còn phần còn lại các bác về tự vận hành nhá em không có thời gian để đi, đi căn đi chỉnh cho các bác mà phải nó phải thế nọ nó phải thế kia đâu Đấy, có tất cả các chế độ này chế độ 1 chế độ 2 chế độ 3 chế độ 4 luôn này thấy không Đấy, 12 chế độ chống hú khác nhau anh em ai biết về nó này mặt mũi đẹp không biết xước luôn đẹp nét căng Đấy, chống hú feedback của Đức Đấy, một con hai con đúng không Con này có hai con con này của nó chạy điện bao nhiêu đây Ừ. Ừ. Con này không biết chạy điện bao nhiêu Mày nhỉ? Hả? À. Ờ đúng rồi. Con này chạy điện 220 các bác nhá. Điện 220. Nhìn cái phía đằng sau của nó này. Đây có cả giắc canon, cả rắc Sony ly, canon 6 ly ra vào đầy đủ lên. À, thấy chưa? Còn mới cứng cựa các bác nhá. Con này mới lắm. Anh em Mai lấy con này này, em để cho các bác với giá rất tốt luôn. À. À, và các bác nhìn này. Tất cả chip và linh kiện của Beckinger thì thường thường nó nằm hết ở đây các bác này à, thấy chưa chip và linh kiện của bác nó nằm hết ở đây à, dòng này có là một con chống hú tự động của Đức anh em ai lấy con này này để cho các bác với giá 1 triệu 200 nghìn đồng con này 1 triệu hai nha dân chơi âm thanh đâu rồi trên dàn âm thanh gia đình các bác mà hú dít như nào các bác mua con này về hỗ trợ còn các bác mà à, lấy con này thì về à, muốn à, chống ở cái cấp độ nào cái việc của các bác còn riêng con này em chỉ để cho các bác với giá là 1 ,2 triệu hai thôi mới cứng cựa luôn nha hàng còn đẹp mút chỉ 1 ,2 triệu hai con này anh em ai lấy được thì các bác chốt hai số điện thoại đây Đấy. lên tiếp cho các bác một con con này con này của nó chính là con 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 yamaha có nhá nó chính là con yamaha vỗ đằng sau người ta Đấy. nó chính là con yamaha một con va cơ mặt trông nhâm giống y hệt âm ly đà đông luôn nhưng mà nó chính là con vang và, cư Yamaha Bala BC930 Đấy không Đấy chỗ này của nó hơi uh, bẩn một tí các bạn này Đấy Con này của nó thì có nó có tất cả mặt uh, nhôm này Đấy đây là cửa âm thanh đầu vào này Cửa âm thanh đầu vào này Đây là bass này chơi bồ này Chép này Đấy de chu này Nâng tiếng này Đấy to nhỏ cả nhạc này Các bác nhìn thấy không Đây là Megabass này uh, Chép này Mic 1, mic 2 này Đấy Các bác nhìn thấy không Đấy, và đây là có cả đường mic cắm này Đây là nút nguồn này Đấy, và ruột gan của nó thì Các bác nhìn đấy, ôi thôi luôn Đấy Đây, các bác nhìn quả trục này Trục xuyên lục địa Trục ra tận đây Từ đằng trước ra tận đây các bác này Con này của nó là một con vang cơ các bác nhá Em bao cho các bác là con này của nó là sống và cả ra tiếng bình thường Một con vang cơ Đấy, mặt như là con âm ly đờ nông luôn Các bác về kết hợp với con âm ly đờ nông Các bác hát karaoke thì Ôi giời ơi luôn Đấy Ai đang sử dụng âm ly đờ nông mặt vàng chanh nhá, con này mặt vàng chanh. con này của nó chính là con Yamaha. Nó là chính là con Yamaha của Nhật, nhưng mà do hãng Bala đấy được sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Em nói luôn là sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc luôn. Đấy, con này có nó điện 220. Đấy, một con vàng Bala em bao cho các bác là mic sống, bao cho các bác là nhạc sống. Đấy, ra tiếng đầy đủ. Em để cho các bác con này với giá là 800 000 đồng 800 000 anh em ai chốt con này quá đẹp luôn này Đây, Nút của nó là bằng nhôm nhá Chỗ này của nó là bị cọ nó hơi bẩn này Em chưa lau đâu Đấy, 800k Rẻ 16 các bác nhá Anh em ai chốt con này quất luôn em hiền Đấy, Má số 16 Ok Đây, Lên cho các bác một sản phẩm cuối cùng Ở trên video ngày hôm nay nữa Đây, Để anh em nghỉ ngơi một chút đi các bác Ngày mai ta chiến đấu tiếp Đây, Một con nén tiếng cmax Một thương hiệu đến từ Mỹ Các bác nhá Đấy, một con nén tiếng này Đấy, con này là con com các bác nhá Đấy, C-Max này A96 này Các bác nhìn con này đẹp không? Đấy, C-Max là một Đấy, Beckinger là hai Đấy, các bác nhìn đây này Tất cả linh kiện của nó là nằm hết ở trên cái mặt là của nó đây các bác ơi à, nó giống như kiểu vang sisu á à, nhìn thì cảm giác là không có gì nhưng mà cực kỳ là hiện đại luôn tất cả chip linh kiện nó nằm hết đằng sau đây Đấy. và đây ui rồi vẫn còn rắc luôn hả cái gì đây vừa nhá đây xi mắc các bác nhá đây usa này thấy chưa đây, nhà máy của nó lắp ráp tại china này thấy chưa nhưng mà con này có là hàng chính hãng xịn các bác con này còn là con com đấy con nén tiếng của xe mặt mũi phải nhôm chưa lau chùi chưa vệ sinh một tí nào đấy, đẹp nét căng em để cho các bác với giá 850.000 đồng bán luôn anh em ai nổ tài khoản múc ok được chưa Đấy, 850k các bác chốt cho em Miền. Được chưa? anh à, nhà mai chốt con này các bác chốt luôn nha Miền. năm à, 850k. Và em lên cho các bác hai à, em lên cho các bác hai con quản lý nguồn này. À. À, một con quản lý nguồn SPT này. À, power này DC 108 này. À, hàng mới về các bác nhá. Với mẹ thêm Đấy, hệ thống automat này, hệ thống chống chập cháy nó nằm hết đây, đây các bác này. Đấy, con này có 8 lỗ cắm các nha. Có chức năng là chống xét này, chống chập cháy, chống quá tải luôn. Và con này thì các bác biết rồi. Đấy, em để cho các bác với giá rất là rẻ thôi. Lũ Đấy, lỗ cắm của nó này là lỗ cắm đa năng nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 lỗ cắm đa năng. Đấy, con này của nó thì có thể à, uh, uh, cho các bác là xài gia đình cũng được Lắp phòng hát cũng được Các bác đi làm những sự kiện à, uh, À, đám cưới tiệc tùng thì các bác lắp con này vào tránh tình trạng là nó bị cháy bị nổ các bác ạ pt rồi dc 108 em chỉ để cho các bác với giá là 700 trăm nghìn đồng một con thôi đúng không bảy trăm nghìn đồng một con đây là quản lý nguồn các bác nhá chống chập cháy chống xét chống quá tải cực kỳ là hợp lý luôn các bác bảy trăm nghìn đồng một con đây atomat chạy tự động rất là hay bác nhá đấy mặt mũi còn sạch đẹp đây là những nút này nút băng keo thôi nhỉ băng keo. Đấy. Sapiti này mã số 18 700 000 đồng một con quản lý nguồn rẻ thì hợp lý. Đấy. Tiếp theo này, lên cho các bác một con nữa, đó chính là con quản lý nguồn TD. Đó không TD Tai Chi. Đấy. TD Tai Chi. PCB 380. Mặt mũi đẹp không các bác? Mặt mũi quá hợp lý luôn, đúng không? Con này không có mẫu À, à TD Tai Chi. Quá hợp lý luôn nè Đẹp Con này có nó mặt phai nhôm các bác nhá Con này át nó đóng kinh khủng lắm Dây nguồn của nó này thì nó, nó to như là cái ngón chân à, Các bác nhìn này Cái ngón tay của em này Anh ơi mấy hôm nay bị uh, Mất điện với hai nữa là cái uh, lượng hàng hóa đấy Anh em kiểm tra thì Chắc là cũng chúng chưa ấy được anh ạ uh, Có thì anh gọi điện trực tiếp cho nhân viên bên em phát nhé đây Các bác nhìn này, 1 2 3 4 5 6 7 8 này. Tất cả các lỗ cắm đều là đồng đỏ hết này, đồng vàng hết này. Rất là sướng và anh em nhìn này, ruột gan này. Ui mẹ ơi. Trời ơi, quá khủng luôn. Con này quá đẹp nhá. Đẹp nhờ. Nó con này thật ra là của ABL Audio. À con này có hãng ABL luôn hả? Vâng. TD anh em ai đã sử dụng loa TD chưa? Anh em ai đã sử dụng loa TD chưa? Đẩy và vang TD chưa? Đấy, bây giờ nói về quản lý nguồn của TD thì nó quá là ổn áp rồi, đúng không? Đấy, à, mềm mạch ruột gan quá đẹp luôn. Em để cho bác một con như thế này các bác nhá. À, Lỗ cắm thì cắm sướng lắm à. Cắm. Lỗ cắm nó sướng Cái gì? lắm à. Chống chập cháy, chống quá tải này, không may nó chập cửa này nó tự động nó ngắt này. Nếu mà chập nặng quá là nó ngắt hoàn toàn luôn bác ơi. Rất hay. Đấy, à, anh em ai lấy con này này, em để cho bác với giá bao tiền? 800 à? 900. Ôi, con này để cho bác uh, uh, Giá là Nhiêu nhỉ 800 được không 750 nghìn Chúng mày cứ đòi giá cao 700 rưỡi Đấy, Bao ship cho anh em chốt đơn Ok chưa TD Tai Chi BCB 3800 Mặt mũi rất là sạch sẽ con nha Hàng bãi mà đẹp như thế này là ok rồi Mới lắm Mà con này có nó con size lớn lắm ừ. nhá Con này có nó chuyên để cho anh em đi làm sự kiện Dây nguồn của nó là dây 6 chấm luôn nè à. Đấy nó được tầm khoảng 10 000 W các bác ạ. 10 000 W cái dây này. Khủng bố. Dây khủng bố lắm. Đây chiều sâu này. Chiều sâu của nó tầm khoảng uh, 25 phân các bác ạ. 2 triệu 2 con revert 100. Anh gọi điện luôn. Nổ tài khoản bao ship nhá. 0936118558. Đây, anh nhá. Đấy. Anh em ai chốt con này này mã số 19.750.000 đồng một con và bây giờ thì em Hiền cũng xin phép tất cả các bác rồi Đấy, em uh, sẽ có một cái video về đèn robot này các bác này vào buổi uh, tối ngày uh, sáng ngày mai em vừa về uh, vừa về ngày uh, chiều ngày hôm nay một dòng đèn robot 90 w các nhá đèn này của nó chuyên ra tất cả loại hoa văn uh, tất cả các bác ai mà có nhu cầu ấy thì buổi sáng ngày mai em sẽ thanh lý cho các bác với giá mấy trăm nghìn đồng một con robot này một con đèn robot này 360 độ ra hoa văn ba d Đấy, 4D cực kỳ là đẹp. Đấy, con này có đèn robot LED các bác nhá. Đấy, dòng này các bác có thể uh, chơi gia đình lắp phòng hát. Đấy, hoặc các bác có thể uh, đi uh, làm những sự kiện nhỏ, kết hợp ánh sáng rất là đẹp. Đấy, ngày mai vào lúc tầm khoảng 10 giờ em sẽ có uh, một uh, video cụ thể test về cái ánh sáng con này để tất cả các bác chúng ta cùng xem được không? Ok chưa? Lên luôn anh. Thôi nhỉ, để ngày mai đi nhá. À, thì với cái video này em hiền cũng xin phép xuống like rồi tất cả các bác ai chốt mã nào thì các bác có thể gọi điện qua hai số điện thoại này và trước khi rời video em cũng rất mong tất cả các bác ai yêu thương em ai quý mến em thì cho em hiền xin một lượt like một đăng ký kênh để à, theo dõi những video tiếp theo và hẹn các bác vào buổi trưa ngày mai đó nha em sẽ lên một cái video cụ thể hơn về một dòng micro đó là dòng micro GTS một thương hiệu đến từ Đài Loan các bạn và với uh, dòng đèn này thì em sẽ lên video trước vào lúc tầm khoảng 9 rưỡi cho đến 10 giờ sáng. Rất mong tất cả các bác chúng ta cùng đón nhận. Và bây giờ, kính chào, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau nhé.